Thì ăn món bún đậu mắm tôm. Cái này thì Yến mua chứ không có phải là Yến làm nha. Thì cũng có là bún đậu thì không thể nào là thiếu bún rồi nè, đậu rồi nè, hai cái tên nó nằm ở trong rồi đó. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì con với mẹ Yến xinh đẹp sẽ ăn món bún đậu mắm tôm. Cái này thì Yến mua chứ không có phải là Yến làm nha. Thì gồm có là bún đậu thì không thể nào là thiếu bún rồi nè, đậu rồi nè, hai cái tên nó nằm ở trong rồi đó. Và đây là chả, dồi, thịt, rau thơm ăn kèm, nước chấm. Là chén mắm tôm thần thánh. Chén mắm tôm thần thánh đó. Ở đây Yến thích họ là biết sao không? Họ cho mình cả đường, cả tắc đầy đủ luôn á. Để mình về mình coi vừa hay chưa thì mình tự nêm nếm lại á. Coi thử coi nước chấm vừa hay chưa ha. Mẹ thích chua thêm chút nữa, đồ ngọt thì thấy cũng ok rồi đó. Thích chua thêm chút xíu nữa nặn tắt cho anh hai nặn không? Anh hai thử coi vừa chưa? Đâu, chưa biết nữa. Đó. Xé cái đôi đũa ra. Mặn chất thế nhỉ? Mặn hơn, mặn cho thêm chút đường đi. Mẹ thì thấy vừa rồi đó. Đúng là con nên cho hơi ít đường. Đây đây mẹ múc cho mày. Được không? Đó, rồi gọi lên. Đến thì thích phải thêm chút ớt vô cay cay nó mới ngon được. Đó. Anh hai thì chắc không ăn ớt rồi. Cho con nửa trái táo đi nè. Đây, nước chấm thần thánh của mắm tôm, quậy đều lên. Chưa được chua lắm hả? Rồi nặn vô luôn. Mắm thèm tôm thì quá. Ăn phải chua, mặn ngọt. Ai mà ăn cay được thì phải thêm cay nữa. Con thì cũng không mê lắm. Rồi, coi vừa chưa luôn. Lấy chén rồi nè. Lấy chén, chị không đâu có cần. Ơi, trước khi ăn vô miếng đi anh hai. Đây, cắt cái muỗng này ra đi. 1, 2, 3, vô. Đầu tiên thì Yến sẽ ăn thịt mẹ. Trước. Con ăn gì trước? Chia đũa. À, quên đũa của anh hai rồi. Đấy. Đũa thì người ta cũng cho sẵn luôn. Đúng rồi, cho sẵn hết luôn á. Mua về là biết sự ăn đầy đủ. Trước tiên thì mẹ sẽ ăn thịt trước ha. Đây. Mẹ với hai sẽ ăn thịt trước ha. Đây. Cái miếng thịt của Yến họ cắt rất là đều và đẹp nha. Mỏng vừa đều ăn luôn. Cái này mà để ăn cuốn thì cũng rất là ngon này. Hay sao vậy, gấp không được hả? Cái miếng thịt của hai thì nó nạc hơn. Rồi mình chấm vô ăn thử coi ha. Ngon. Thịt không quá mềm, cũng không quá dai. Yến ăn cái miếng mỡ này mà nó không béo, hay liền. Ngon. Hay sao? Miếng này ớt con nó không được con ăn vừa. Giờ mà ăn miếng dồi, chị có ăn dồi không? Mà có chứ, dồi là món con thích. Cũng chăm miếng. Hồi nhỏ chưa không chịu ăn dồi nhưng lớn là tự nhiên thấy dồi ngon. Dồi nó có cái sườn sụn á, giòn. Giòn. Cũng cái sụn á, nó hơi cứng cứng chút chút. Nhưng hơi mà bùi. Bùi. Nó bùi bùi, cảm giác giống như đậu xanh á. Ngon. Ngon. Anh không biết gì từ nào diễn tả. Rồi bây giờ mẹ ăn chả. Có ăn gì vậy? Con chả luôn, chả này là chả cơm nha. Chả này chả dài luôn, mà chấm miếng. Chả thì ngoài giòn, trong mềm, thơm. Cái này nó khác cái chả em mua ngoài chợ nha. Hay không biết tên là chả gì á, nhưng mà ăn nó khác. Ngon lắm. Ăn không biết dài, hết dạ dịp biệt không? Quên lấy thêm miếng rau bên này. Có chút khác. Cái chả nó ngon hơn. Chả này chả dài ngon hơn nha. Dễ hơn. Nhưng mà chả này ăn giòn hơn. Rồi, đậu hũ thì phải quấn với lá tía tô. Cái món này mà đậu hũ chấm với cái này thì quấn lá tía tô chấm với cái này đặc sản á. Đi ra ngoài tiệm gọi một dĩa nhỏ xíu được 30 ngàn mấy miếng á. Nói chung cái tiệm này làm ăn được cũng ngon. Nước chấm cũng vừa ăn,
Con giờ con mới để ý mà tất cả các món ở đây người ta cho đều các món tôm đều hợp hết. Ví dụ thịt heo luộc này, chả, bún. Bởi vì nó mới cho mấy mắm tôm. Hay giờ mình quấn nó ha. Đưa mày ít sau qua bên này đi. Món bún thì chắc không cần phải review rồi. Bún thì quấn vô thôi, đúng rồi. Hai quấn vô đi, giờ là gộp lại tất cả này. Đó. Em thích ăn cái rau này lắm, ngò gai, ở quê gọi là ngò gai. Rất bún chấm không ăn cũng ngon mà em. Bún chúng ngon hết đúng không? Đây. Bún họ cắt dài như thế này luôn, đóng được từng cục lại luôn. Nhiều quá không quấn với đồ hũ được đâu, giờ quấn vậy thôi đã. Không biết sao mà người ta làm cho nó tạo hình được ta. Có cái bún còn nóng. Ăn rồi không biết chả. Ngon. Chỉ một từ là ngon thôi. Một phần mà đầy đủ á là 69 ngàn. Giờ cho 70 đi. 7 × 4 280. 280 mua thêm hai phần này nữa tổng khoảng cũng hơn 20, nhưng mà tính 20 đi. À 300. Cái mâm này 300 là ăn dư sức à. Cái này cũng phải 4-5 người ăn. Ừ đúng rồi. Nhiều lắm. Thật ra là còn nhiều nữa mà kiểu là quá nhiều nên bỏ lên không hết á. Thì bớt lại á. Vô leo cũng. Ngon. Anh hồi riết rồi dùng tay luôn. Tại dùng tay riết quen rồi đó. Giờ dùng đũa nó khó. Đây. Quấn vậy thì ngon này. Mẹ mẹ em hả? Trong các phần đồ ăn cũng là món cơm mình thích nhất là món nào? Thịt. Con thịt hứng là bún với chả cốm. Chả cốm này đặc biệt á, không biết mua ở đâu mà có thịt hết. Chả này thì ngoài chợ cũng thấy cái chả ngoài chợ mình bán mình mua về mình kho với xào ăn, kho với chiên ăn nó khác nhá. Hôm bữa hôm nữa nhớ là ba có mua chả này mà không biết mua đâu. Ăn ở trong nó có miếng hạt gì đó, ăn nó khó mà nó chảy ra nước. Ngon lắm. Ăn thêm miếng dồi nữa. Con không vậy. Ngon. Giờ là không có quấn, nó cắt từng cái bỏ vô miệng luôn. Thì biết nó ngon hay vẫn nhận, thật sự á. Nhà món này có một cái từ đặt để diễn tả mà mẹ hai mẹ con không biết. Bốn đóng thành cục luôn. Thì bắt cóc bỏ vô miệng như lĩa thôi. Ngon. Con hai cái đâu nè. Ánh trong này ngon. Ta ăn là cảm thấy cái dồi nó càng ngon nha. Con cũng không biết dồi làm từ gì nữa. Dồi á hả? Thịt cũng có. Mấy cái đúng con heo đúng không? Thì nó có chim gan phèo đúng không phổi. Còn cái nước đó họ bằm nhỏ ra, xong họ bỏ chung với là huyết của con heo á. Rồi nó thơm nhiều vô, bỏ vô trong cái ruột giả. Rồi nó lại xong hấp lên, nấu lên. Nấu lên xong muốn mà nó ngon nữa, chiên sơ lại. Anh có ghét ăn dồi lắm, ba cũng ăn nhiều lần mà không ăn. Thế mình mới đi chơi. Cái là ba dụ là ăn thử một miếng thôi, một miếng duy nhất thôi. Cái ăn xong cái bây giờ nhìn tới giờ. Đúng. Đang còn ăn cái trời mưa. Trời mưa mát mát này mà ngồi ăn mấy món này nữa là đúng bà luôn. Sợ nó ồn. Cay quá. Hít hà, ngon quá. Đặc biệt cảm giác nó lạ nha mẹ. Lúc mình nhìn nó là mình cho mấy cọng bún nó đóng cục nên khi mình nhìn nó một nó ít ít lắm. Mà tới lúc mình ăn thì mình ăn vài cục thôi là tự nhiên. Ai mà nó đó cảm thấy nó luôn luôn rồi. Đúng rồi. Mưa mất rồi, mưa ồn đấy, mưa này ồn. Cái rau ngò gai này cũng thích ăn ghê luôn. Không béo heo rồi, cái phần làm mà ăn thịt nó không hề bị dai, không hề bị ngán. Ăn cái phần mỡ mà không béo.
Chị theo mua cho hai người không biết theo hình không gì đó. Ăn ừ. Dưới phần tay á. Không phải phần tay luôn. Không, nó phải phần tay, ứng dưới thôi, cho ăn vị nó giống quá. Ừ. Nhưng không biết thằng chị theo là chị theo gì á. Chị biết là ăn nó ngon. Thôi, rồi tiếp. Ngon lắm. Bả trái được chết. Tao lại ăn cả ghê không? Cay quá cả nhà ơi. Chút kinh nghiệm nha, bữa sau mình sẽ cho ít ít từ từ. Con còn bị hít quá rồi. Đặc biệt là đồ đang ngon lắm. Ăn cho nó bớt cay cái cay lắm. Giờ ăn không bị khô, nó không bị ra, ăn rất giòn. Nói chung ở đây làm ăn ngon ha. Đúng rồi, đúng không? Giờ ăn ngon. Mua gì mà nó cho đầy đủ từ chắc, ớt đó, cả đường luôn. Mình mua mấy phần nó cũng cho vậy hả? Ở đây là hủ nhiều lắm. Nào hủ ở đây đã cắt chuyên giòn vừa ăn. Ăn một lần cắn nguyên cục luôn. Bỏ vô miệng là hết nguyên cục đó. Đây. Giờ quấn vậy thôi. Chấm của hai thôi chứ cay quá rồi. Chịu không nổi. Mỗi lần đi ăn bún đậu bún tôm là mỗi lần là về xác định là bụng nó căng. Bình này mỡ nhưng mà có phần mỡ nhiều hơn một chút nha. Nhưng mà ăn mỡ đây nó không hề bị béo. Ăn rất là dai. Trời mưa ở ngoài rất mát. Ngồi ở ăn ở đây mà nhìn ở ngoài thấy trời mưa. Nhưng nó ồn. Ăn không muốn dừng miệng lại luôn á. Món này càng ăn càng nghiền. Ừ. Ăn. Con no rồi. Trời, cái này biết sao không? Cái này em mua tới 4 phần. 4 phần thịt tổng. Nếu mà mua thêm nữa tính ra là phải 5-6 người ăn á. Mà hai mẹ con ăn là chắc cũng hết hơn một nửa. Chứng tỏ là hai bọn mình là người ăn nhiều hả? Đúng không? Chắc là do quay đồ ăn nhiều quá nên chắc là trình độ ăn cũng chắc tăng. Bao tử nó nở ra rồi. Vô cái hai. Một, hai, ba, vô. À, quá sao đã. Cái chi nước luôn hả? Dạ, do hồi nãy giờ ăn á, thấy nó mặn mặn cái tôi không uống nước á. Nếu mà uống nước vô thì nó chưa hết bị mặn là ăn không còn ngon nữa. Cái này là Yến mua tới 4 phần. Mà Yến gọi thêm nữa thì cũng phải đến là 5-6 người ăn á. Mà hai mẹ con ăn hết hơn một nửa luôn. Tại thấy nó ngon mà trời mưa nữa. Ngồi ăn đã quá, bây giờ no căng luôn rồi đó. Yến xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Yến nha. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của Yến Đài TV bằng cách nhấn like, share, subscribe, đăng ký kênh. Và nếu ai rảnh thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Xin chào và tạm biệt cả nhà nha.